Hỡi đồng đạo, từ nay xét lấy sự tu hành tinh tấn một lòng. Nay dầu cho gặp lắm tà tinh, ta cũng cứ tâm thần vững chắc, vậy mới được bồ đề quả đắc. Làm cho mình sao đặng sống còn, lại xong rồi bốn phần tôi con, không còn hổ giống người đất Việt. Lời giảng giải đây lòng thành thiệt, tiếng nhủ khuyên toàn lẽ bi ai. Chỉ muốn cho đồng đạo gái trai đồng gắn gỗ sớm ôm như một. Thế những kẻ tu hành trồi sụp, khiến lòng đây như lửa đốt vào. Thế cho nên lâm tiếng kêu gào, chẳng hề quan thân đau hay mạnh. Nhưng xét thấy vừa đời tránh cành, lời khuyên như nước đổ lá môn. Biết làm sao tất cả đồng tôn, khi nghe lấy một lòng phơi phờ. Như vậy mới rối này được gờ, bằng trễ bê khó sợ được nào. Vẫn hỡi ơi nhìn cảnh bên tàu, rồi ngắm lại đông bao Nam Việt. Thấy việc kẻ việc mình phải biết, biết rồi làm tinh khiết nơi lòng. Có mấy khi khai mở qua lòng, lại ít gặp lập phong thần hồi. Ngày thế giới năm châu thay đổi, chỉ sống còn những kẻ tu hiền. Thương bao nhiêu hung ác lụy phiền, đâu còn được coi miền bãi núi. Ngày lập hội thấy nằm như cùi, còn máu kia tựa suối chảy ầm. Trước cảnh này ai cũng đồng tâm, huống hồ các thần tiên Phật thanh. Nhưng rồi cũng khó phương cứu rảnh, bởi nhân không toàn thiện phải mang. Lời khuyên rằng người hãy sửa sang, lẽ khuyên khích kẻ nên liệu lường. Khuya với sớm Di Đà hằng tường, trưa cùng chiều lục tử chớ phai. Sau chữ này cứu khỏi quả tay, lại cũng được đưa về cõi Phật. Bởi thế sự khổ sầu chất ngất, vì tuồng đời khúc chiết quá nhiều. Nên Phật tiên ban rải luật điều, mà chứ chúng cơ hồ chẳng dừ.
bởi lỗi đó nên thiên hạ sự càng ngày thêm tai nạn dập dồn. Chỉ chờ ngày có linh chi tôn để phân sự mới xong cuộc thế. Lời khuyên nhủ kéo người bê trễ, tiếng gọi kêu e chung lặng lơ. Lời khuyên răng mong chớ làm ngơ, sự khuyên khích hãy cần phân tân. Tu thì phải giữ lòng tin cần, không vì ai giàu có bở bưng. Cũng chẳng nên ưa kẻ nịnh gần, lại trừ hắn mọi điều tửu sắc. Bổn tâm vẫn giữ màu trong vắt, việc làm hằng chân chánh luôn luôn. Dẫu rằng trong cuộc thế quay cuồng, mình quyết được vững lòng đi tới. Sự nhắc nhở đạo đồng ơi hời, bởi xác này chưa mấy mạnh lành, nên đôi lời khuyên nhủ tu hành giảng đây dứt để tình ghi nhớ. Trên dương thế xiết bao tay khổ, ở trong trần nhiều chỗ cấn gai. Sự tu hành đồng đạo gây trái, hãy trì chi gặp ngài thương cô. Nhờ ơn thầy dạy công dạy dỗ, tướng Phật trời thương xót thấy trần. Nên sách ban cho các thánh thần, xuống trần hạ giải bài đạo lý. Kẻ được biết cuộc đời mong mì, gắng tu hành sẽ được siêu thăng. Người mê si đạo đức bỏ lăng, ngày chung cuộc xác hồn tiêu tần. Ta hãy gánh làm tròn bổn phận của tổ thầy dạy dỗ bấy nay. Trên đường tu nhiều chỗ gốc gai, kẻ trì chi không hề nao núng. Coi sám giảng thiệt hành được trung, xem thời trời liễu lượng cho cân. Bởi nay đã cảnh giới hạ nguân, trời Phật định gần ngày tiêu diệt. Thương những kẻ mắt không thấy biết, tưởng ngày giờ còn mãi kéo dài. Nên sự tu lòng để chuyển lại, không còn được như hồi buổi trước. Đến ngày kia hắn đành thiếu phước, không bao giờ hướng đành sống còn.
bước tu hành xem qua mỏi mòn, nhìn sanh chúng lòng đau tở cách. Nên trong lúc Đức Thầy vắng mặt, thanh sĩ này dùng lẽ nhu khuyên để thức nhau trong giấc triền miên, hoặc gọi kẻ lầm còn ngờ vực, để có thể tăng cường nghị lực, hầu vững vàng chi sức tu hành. Gặp phải đường gai gốc nhọc nhanh, nếu sân sước có ngày thành tựu. Chuông thúc nhạc trên đền linh thiêu, dòng hiền hòa ở giữa gian đường. Kêu gọi nhau chỉ tỏ lòng thương, đâu hề có bài trò bươi móc. Khúc chỉ biểu cho người tầm gốc, để ngày kia hầu được hướng nhờ. Thương cùng nhau trong lúc tối mờ, nên phải ráng nhắc cho đường lối. Thầy vắng mặt ta như người tối, có biết đâu đàn nẻo để đi. Không lẽ nhau cứ mãi ngồi lì, cũng phải ráng lần dò để bước. Hỡi ai kẻ tâm còn báo ngược, kể từ nay khuyên hãy răng chừa. Nên nhìn coi ngày tháng sớm trưa, thật mau chóng khác nào tên banh. Thay thế cũng biết đời thúc ngắn, còn chi mà không ráng tu hành. Mãi để tâm vào việc cạnh tranh, tiền của ấy tưởng đâu dài dằng. Khuyên người nhớ đời này như cành, có một ngày sắp đổ bây giờ. Đã nhiều nơi cảnh vật sơ rơ, nhà với cửa điêu tàn bằng đìa. Cả nhân loại sẽ còn mất vía, xác chồng lên như núi càng ghê. Cõi trần còn chi nữa mà mê, hãy dẹp gác để lòng tu niệm. Nhưng cũng phải ăn cần ở kiềm, để lâu dài đặng có tu hành. Đừng xa qua theo thói thường tình, đã phí của lại thêm vô ích. Nay sanh chung trong vòng tối mịt, hãy tìm phương để lánh chân ra. Còn chi mà cứ mãi dần già, việc sai tới e người khó liều. Nam với nữ đôi bên ráng hiểu, trẻ cùng già hai phía nghiệm suy. Cuộc đời này sắp đến biến di, cỡ tạo quá ngày kia lặp lại.
Hằng mạt thế không hề tồn tại, chỉ còn điều chân chất hiền lành. Ai được nhiều công đức tồn sanh, kẻ thiếu phước phải đành mất xác. Lời khuyên nhủ chỉ anh cô bác, tiếng gọi kêu đầm đảo nữ nam. Trò đời này như quyển đừng ham, cuộc thế đã mong màng chờ mến. Thuyền Bát Nhã Phật tiên đã đến, còn chi mà chẳng bước xuống đi. Nếu dần già thì gặp hiểm nguy, chừng ấy mới ăn năn sao kịp. Trên đường đạo lắm người bỏ liếp, cửa phấn son nhiều kẻ chen chân. Ôi trên đời không thấy chỗ mừng, mà chỉ ngắm nhiều điều buồn tham. Thương những kẻ bị màn hắc ám, chẳng rõ thông thời thế vị lai. Nên tu hành chẳng có miệt mài, đến ngày chót ô hô một giấc đã tiêu tận đi rồi xác thịt. Còn mất tan luôn cả linh hồn, làm bụi bùng kiếp số ngàn muôn. Sao rồi mới dần dần tỉnh lại, cuộc tuần hoàn nghiêm suy kinh hài. Hỡi đạo đồng gắn chí tu cần, còn chi mà cứ mãi lửa lần. Hãy tinh tấn một đàn đi tới. Thương Đức Phật vào trong tam giới, chịu nhọc nhằn để giải nhân sanh. Thương những người tuy đã siêu hình, mà cũng phải trở mình đổ chung. Bởi sắc lĩnh Tây Phương mở rộng, nên giàu ai cũng phải lập công. Phật Thánh Tiên đã có hội đồng, định phương hướng mỗi người mỗi chỗ. Tùy duyên nghiệp tùy theo trình độ, để mà lo dạy dỗ người đời. Kẻ thiệt tâm chân chánh không rời, người giả dối bảo tàng chẳng băm. Lời khuyên nhủ đạo đồng hãy thấm, để về nhà trao tấm lòng mình. Đến ngày kia mới được tồn sinh, bằng chẳng vậy sau này đại khổ. Lời nhắc nhở nào đâu ai ủ, tiếng nhủ khuyên không có ngã nhân. Muốn cho người bền vững tâm thần, hầu đến được long vân kỳ chót. Vậy mới gọi là mình nối gót của tổ thầy với các người xưa.
đôi lời lành khuyên nhủ hãy ưa, để trao trìa cho mình thêm chánh. Bởi xác thân sĩ thanh chưa mạnh, nên ít lời khuyên nhủ đạo đồng. Theo tiếng chuông nơi đền linh thiếu, bước xuống thuyền của lão Bồng Lai. Nhớ ơn thầy hai bơ gáy trai, tưởng quan cửu ở người đồng đào. Bởi thấy chúng sanh còn đổ máu, vì thương người quá đổi mùi mê, nên Phật tiên coi hạ tửu tề, tìm đủ cách khuyên người tỉnh thức. Thương những kẻ thật tâm chánh trực, buồn cho người giả dối gian tàn. Ở ngoài mỗi niệm Phật Di Đà, trong tâm chỉ tưởng điều yêu quái. Kẻ đó hẳn không hề tồn tại, đến ngày kia hồn xác chẳng còn. Trên thế trần nhiều việc thông vốn, giữa cõi khổ muôn điều lao lý. Tu thì phải tìm chân lánh nguy, biết được rành các việc chánh tà. Những điều nào hợp lý thích ca, thì sân sước một lòng đi tới. Bỏ những chuyện trái điều phạm giới, lánh mọi phương quyến hoặc dối gian. Tu sao cho đến cảnh niết bàn, hành được thấy nơi câu thâm diệu. Đọc sám giảng khuyên người sớm liều, tầm kệ cơ nên hiểu lẽ màu. Tu sao cho được đến sơn đầu, tu khỏi để thân vào miệng cọp. Chưa được khỏi lờ khỏi lột, tu không xa vào rập quỷ tàn. Tu được coi cái hội long quang, tu thấy cõi ta bà biên đồi. Tu sao thấy chữ bàn thế giới, nhìn nước Nam với vẻ kính cung. Chẳng còn tâm xưng bá xưng hùng, với ý chí theo đường đạo đức. Khuyên hãy ráng một phen nỗ lực, để tìm về đến cõi thượng lai, khỏi những điều lao khổ như nay. Thêm hưởng lấy mọi phương màu nhiệm, tu hành phải thành tâm tô điểm. Những điều lành gắng sức lo làm, các việc nào nhớ xấu đừng ham. Trái giới luật phải nên chừa bỏ, hỡi tất cả đạo đầm lớn nhỏ. Thương
đức thầy đừng có thả trôi. Phải hộp quà hôm sớm cao dồi, nhớ lại đức thầy còn lao lý. Chúng ta chớ quá vì ích kỷ, hãy lo cho xong chí tu hành, để ngày kia qua đất công thành, lại cũng được phí tình thầy tơ. Ai bao nợ quên cân tận sợ, không chờ trong hết cuộc rẻ chia. Phải thành tâm cầu đức thầy về, để quy hội dứt rồi tai khổ. Phải thương thầy gắn công dạy dỗ, nên mến nhau cùng một đạo tràng. Hãy nghĩ rằng nơi cõi trần gian, khác nào thế đám mây lững đừng. Tuy mịt trời gió quá dài bần, trong khắc giờ nó sẽ tiêu tan. Dầu cho nay người có tham sang, đến chung cuộc cũng ra ma quay. Chỉ bằng nên trì trai giữ dây, rèn bốn ân với tám điều chân, đến ngày kia sẽ được tồn thân. Lại cũng thấy ngũ vân màu nhiệm, trên rưới giọt mưa qua kho kiếm, dưới Phật tiên công dùng phép màu. Cứu trần gian đi đến lòng lầu, đổ ba tánh khỏi cơn tiêu diệt. Thương nhau phải lấy lời thành thiệt, vì muốn cho đồng đạo chánh chơn. Nên có lời chân giả biện phân, hãy tùy ý lập lừa chọn lấy. Kính kề nhiễm màu, hỡi bớ ai trên đường tu học gắn công mài, để chờ được gặp lâm dân hồi, đến đó tôn sư trợ gốc hài. Gốc hài khi trợ rất siêu cao, vậy cả đồng môn chớ ngày nào. Nay phải nhất tâm quy hướng Phật, để chờ đi đến một ngày sau. Hỡi đồng đạo dồi mài tâm chỉ, dầu lao lung thế mấy đừng phai.
Ai ôi tu tịnh ngày nay, ngày kia sẽ được non dài đến nơi. Cuộc thay đổi khắp trời nguy biên, chuyện hay hùng đâu đó như nhau. Trên đường Phật Pháp siêu cao, một lòng gắn bó thì nào mất thân. Gọi khắp cả mười phương dân chung, kêu ai người thật tánh chuyên tu. Từ nay chớ nghĩ lu bù, hãy nên nhất quyết vượt tù trần gian. Đường đi đến thất sáng không về, qua dàm nào việc ấy khó khăn. Tâm kia kha giữ năm hằng, sao rồi mới khỏi dưới lằn kiếm đau. Đời ơi sĩ quá buồn than vàng, nghĩ vì ai phải ráng nhủ khuyên. Chớ tâm này ngày tháng sầu riêng, thương đồng đạo nhớ thầy vắng mặt. Dẫu thanh sĩ có lời để nhắc, cũng cơ hồ như da múc thêm. Biết bao giờ trên dưới một niềm, mà để được khỏi có điều phiền muôn. Ai cũng biết tu hành yêu chuồng, có bao giờ gây cuộc xéo dày. Ráng tu hời bớ trần ai, từ rài việc thế đổi thay không ngừng. Khuyên nhau đây chẳng lửa lần, gọi nhau cho biết Phật thần nơi đâu. Cơ trời xem thấy không lâu, chỉ hiềm dân chúng cơ cầu chẳng tin. Lời khuyên đây thật hữu tình, chỉ vì ba tánh chưa dình đây thôi. Ôi ôi ba bốn tiếng ôi, để sao rõ biết cái non đồi nổ tan. Chừng kia chúng thấy đền vàng, mới quay tưởng Phật muộn màng lắm thay. Bây giờ chưa gặp nạn tai, với lòng lơ làng không hoài sự tu. Chừng khi nạn ách lu bù, mới là lớn nhỏ dập đầu cầu tiên. Ôi thôi đến thế thêm phiền, Phật trời đâu thể xuống liền cứu cho. Lời khuyên gái go từ đoàn, tiên nhẫn nhẹ hại rang bớ dân. Bởi vì đây lập đời tân muôn thu mới có một lần này thôi. Lời khuyên nhủ cho người tỉnh thức, tiếng gọi kêu mong kẻ hồi đầu. Tuy sự tu vẫn đã bền lâu, nhưng phát huệ ngắm xem thời ít.
Bởi vô minh tâm kia mờ mịt ráng dồi mài có thuở sáng soi. Phải làm sao rạng vẻ giống nòi, nên sửa phần để không hổ mặt. Nay sự thế ngày càng siết chặt, để đến hồi kết thúc cuộc cờ. Vậy ai người rõ hiểu thời cơ, nên bền chí chứ đừng ngao ngán. Đã được biết đạo màu chánh đáng, hãy dừng tâm khuyên chớ sụp lùi. Cũng có ngày hướng sự an vui, giữa thầy tớ cùng nhau hội hiệp. Hãy nhớ dòng kim chi ngọc diệp, cùng nghĩ rằng tổ phụ anh hùng. Nay chúng ta phải gắn dây dùng, theo kịp chỉ người xưa mới đang. Tu thì phải hiền lành ngay thẳng, nhưng cũng lo vừa giúp nước non. Để cùng nhau được hưởng sống còn, đặng đi đến ngày kia thấy Chúa. Lời khuyên chưa thấy mang lời điệu đàn, không phím tuyệt vời bơ ai. Trên Chúa thánh thẳng ngay một già, dưới tôi hiền chẳng khá hai lầm. Từ xưa nay vẫn sạch trong, tựa như màu sắc ba tòng non mây. Lời khuyên dừng y đức thầy, để cho đời biết cõi này có tiên. Nhủ lòng của các chư duyên, tôi đây nghe giảng hãy truyền ra xa. Một khi trở gốc lại nhà, nên đem lẽ chính khuyên mà gia trung. Lời giảng dạy chưa cùng chưa tận, tiên nhu khuyên còn thâm còn sâu. Nhưng nay tôm tắt ít câu, đến đây đã dứt thái hầu lui chân.